này công chúa. Mà cái gì bây giờ? Anh sẽ giúp em. Váy công chúa đây. Wow. Được rồi, chờ anh một chút. Có lẽ là cái này. Anh Roma. Wow. Em không phải công chúa, không phải cái này. Không phải cái này. Xin lỗi em. Được rồi. Lấp lánh. Áo đầm lấp lánh. Áo đầm lấp lánh đi. Wow. Không phải. Anh Roma, đây là áo đầm của mẹ mau. Áo của mẹ sao? Anh xin lỗi. Để em tự làm. Được rồi. Mỹ nhân nàng tiên cá. Búp bê Rapunzel. Cô bé lọ lem. Bình minh hần sáng. Em muốn làm cô bé lọ lem. Mặc cái này đi. Cool. Rất là đẹp. Cảm ơn anh. Tạm biệt em.